ghê vậy. Đi lên mà làm gì kìa, kiểu hả? Thì kiểu nó ủng ứ á, ủng ứ ở Sài Gòn về cái đầu cái ờ cái đầu đó. À là mình đi phà thấy không? À, đi đây. Ừ, gì sớm ấy mà gì sớm á nha, hôm nay mới 30 thứ 7 thôi. Ô 6 chứ, 6 luôn trong thứ 7 luôn. Về rồi mới tới đây mới 4 giờ 33. À ủng ứ nó kẹt rồi. Luôn mà nó cho qua bên đây bớt mà quá trời đất rồi, đất. Điều ôi điều ôi đứng luôn mấy ngày nay mà có người điều khiển được. Ôi điện hồi đó mình về được không? Ở đây sát mà tụi em tưởng gì để đi đâu à? Không thôi đi. Tối cũng còn kẹt à. Không, 10 giờ còn sớm còn kẹt. Trời ơi, giờ nó còn 12 giờ cũng còn kẹt nữa, đừng nói. Tốc độ tối đa 90 km/h. Này bình thường mà. Ok, chào hẹn lại mọi người video sau. Nhớ like đăng ký hãy tiền ủng hộ Chí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền. Bye bye.